Đội nhà Thanh Huyền xin được kính chào toàn thể tất cả các bác ạ. Vâng, một cái em nửa cơm mà làm nó quá là đẹp luôn các bác nhìn đấy ạ. Một cái em nửa cơm nửa lít các bác nhé, nửa lít với công nghệ cao tần đến từ thương hiệu vua đầu bếp Joji Rossi. Bên mã là NP-GG05. Có đầy đủ các chế độ nấu từ gạo cơm trắng, gạo trắng nấu ngon này, chế độ nấu nhanh, nấu gạo hỗn hợp hay gọi là gạo thực dưỡng các loại đậu các bạn ạ, các loại đậu, các loại hạt, hay nấu cháo, nấu gạo lứt đều nấu được hết các bác nhé. Đặc biệt có thêm cả chế độ làm bánh ấy, lên men bánh và nướng bánh luôn. Một cái em nồi cơm sản xuất đời 2016, chỉ có một cái vết hơi hơi sần sần ở chỗ này thôi, tôi như thấy Huyền không dán để nguyên đấy cho các bác có thể nhìn thấy được. Công suất là 700W, made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản, từ một cái thương hiệu quá là đình đám rồi, made in Japan này các bác ơi. À, em nói thì giá 900.000 đồng, có bảo hành 6 tháng và hỗ trợ chọn đời sau bảo hành cho các bác luôn. Luôn luôn ưu tiên bắt đảm và chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ được bao ship toàn quốc các bác nhé. Và đùi Tây Huyền thì có bán giá không bảo hành, các bác cứ liên hệ qua Zalo để có thể được biết thêm chi tiết luôn. Phòng đồ đã sôi các bác nhé. Đó, hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng luôn. Tắt đi này, ủ đóng đây. Rồi, tắt đi. Giá chỉ với giá 900.000 đồng bảo hành 6 tháng mà chúng ta sở hữu ngay được một cái em nồi cơm vua đầu bếp siêu gọn đến từ thương hiệu Joji Rossi, dung tích 0,54 lít, đầy đủ các chế độ, các chức năng nấu hoạt động hoàn hảo luôn ạ. Luôn luôn ưu tiên bác nào chuyển khoản hết trước 100% sẽ bao ship toàn quốc các bác nhé. Nếu bác nào bạn đang xem video thấy video hay hữu ích, chúng ta hãy ấn nút like, cũng như là chúng ta hãy ấn nút đăng ký để có thể nhận nhanh nhất những ưu đãi từ kênh Đồ Nhà Thanh Huyền ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Đồ Nhà Thanh Huyền.